Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Phụng. Lời đầu tiên thì cho Phụng gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các bạn nha. Một ngày mới thì Phụng xin chúc tất cả các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì Phụng sẽ kể chuyện ma nha các bạn, để các bạn được biết rằng là ngày xưa hay bây giờ hay bất kỳ một nơi nào đó thì ma vẫn là có thật ha. Đó. Ok, baby. Đứa em gái của Phụng mà kể á, là mấy ngày trước á các bạn, thì kể lại với Phụng rằng là cái người Phụng có một người chị dâu, thì là cái người chị dâu của Phụng có một người chị gái, người chị gái đó là bị bệnh chết nay cũng 2 năm rồi các bạn. Cái người chị gái đó thì cũng rất là đáng thương ha, gia cảnh thì cũng rất là khó khăn, có bị bệnh thận á các bạn. Cho nên là ở cái giai đoạn cuối không có chữa trị được, thì cái chị gái đó chết để lại 2 đứa con. Mà khi mà chết á, chỉ hỏi mấy người kia hỏi là chỉ có cái nguyện ước gì. Cho nên là cái chị đó mới nói là cái nguyện ước của chị đó là được mỗi sáng thức dậy, được sống, được để nhìn con. Thì nghe cái câu nói đó rất là xót xa đúng không các bạn. Thì qua đây cũng là một cái chia sẻ đến tất cả những ai mình còn đang khỏe mạnh, mình hãy hạnh phúc, mình hãy luôn luôn hạnh phúc vì mình được may mắn được sống, được may mắn mình được nhìn thấy con của mình. Có những người họ không có may mắn đó ha các bạn, cho nên là nghe cái câu chuyện đó rất là đau lòng. Thì chị chỉ nói cầu mong được sống để nhìn con thôi. Thì qua cái câu nói đó, bất kỳ ai mà mình đã làm cha làm mẹ mà mình nghe được thì rất là xót xa ha. Cho nên thì qua đây Phụng cũng hy vọng tất cả những ai buồn phiền, những ai mà tuyệt vọng trong cuộc sống, thì hãy nghĩ đến ở ngoài kia có rất là nhiều người giống như họ bệnh đó, họ không có sống được, họ rất là mong được sống, không sống được. Còn mình khỏe mạnh thì mình đừng bao giờ mình tuyệt vọng ha nha các bạn. Bất kể chuyện gì mình cũng không có được con đường giải quyết hết á, chứ không có việc gì mình phải chết. Tại vì mình phải sống để mình còn nuôi con của mình, mình phải sống để mình nhìn cuộc đời này sống. Cha mẹ mình tạo mình ra mình khỏe mạnh mà, tại sao mình phải chết đi? Tại sao mình phải vì một cái chút chuyện gì đó mà mình chết đúng không các bạn? Ngày xưa Phụng cũng hay chết lắm ha. Ok, lại đọc quay. Ngày xưa Phụng cũng hay dại dột, hay nghĩ mình chết lắm. Vì cái gì Phụng nghĩ là cái gia đình mình không có, nó không có tốt đẹp, tự nhiên mình chán, mình buồn. Đó là cái tuổi trẻ thôi. Chứ bây giờ Phụng nghĩ là trời ơi, đó là những cái suy nghĩ bồng bột, dại dột thôi. Tất cả chúng ta mà khi ai ở một cái lứa tuổi mà lớn rồi thì mình sẽ không còn có những suy nghĩ đó ha các bạn. Nhất là khi mình đã làm mẹ đó, không ai thương mình, con mình bằng mình hết trơn á. Cho nên là mình phải sống, mình phải coi được cuộc sống của con mình lớn lên, mình phải nuôi dạy nó. Vô vào đây, ok. Thế đang giúp chưa? Cho nên là mình không có thương con mình thì không đâu có ai thương con mình. Mình chết rồi mình bỏ con mình lại cho ai? Cho nên là thấy những cái vừa rồi cũng đọc có những người mẹ ôm con nhảy cầu rồi tự tử rất là đau lòng ha. Rồi những đứa trẻ nó vô tội, nó đâu có tội gì đâu. Ok, thì bây giờ Phụng sẽ trả lại cái câu chuyện ấy ha các bạn. Thì cái chị đó chết 2 năm mà nhà chị dâu Phụng không hề ai thấy đâu nha các bạn, không hề ai thấy cái chị đó. Thì gần cái nhà cái chị mà chết á, có một cái cô ở xứ khác, thì đó là vườn Thanh Long á các bạn, ở xứ khác, mới về đó ở. Thì cất một cái chòi nhỏ để trông giữ Thanh Long á các bạn. Đó, cho nên thì cô ta, cái cô đó mấy khoảng 10 giờ mấy á, mấy đi vòng vòng coi Thanh Long sao, cái thấy cái nhà này nè, tự nhiên có một người đàn bà mặc đồ trắng đi vào trong nhà. Thì cái cô đó kể lại rằng là cô đó nghĩ chắc ai mới đi chùa về xong rồi đi vào trong nhà đó, mà cổ cũng sợ tại vì mặc đồ trắng đó. Rồi xong rồi không rồi vô sống hồi khoảng chừng 5 phút trong từ trong nhà lại đi ra, xong ngồi xuống khóc. Thì cô này cũng sợ quá, cô nói trời ơi, mặc đồ trắng tự nhiên đi vô một hồi, tự nhiên ngồi vô trong nhà. Có nghĩa là chắc cái chị đó chỉ vào trong nhà thăm con, xong rồi vòng ra ngoài khóc đó các bạn. Cái chị này mấy, cái cô này là mấy đi sợ quá, chạy lại hàng xóm nói là
Trời ơi, cái nhà ở bên kia là có người đàn bà nào mà tự nhiên mặc nguyên bộ đồ trắng đi vào trong cái nhà đó, xong rồi vòng trở ra ngồi trước cửa mà khóc. Đó thì cái người ở xóm đó nói trời ơi, vậy là cô thấy ma rồi, nhà đó đâu có ai đâu, ở nhà đó là chỉ có cái người con gái kia mà nó chết 2 năm rồi. Thì lúc đó mới biết là đã gặp ma. Đó thì qua cái câu chuyện đó các bạn thấy không, rõ ràng là trong cuộc sống này ngày xưa mình tưởng đâu chỉ ngày xưa là chiến tranh rồi thì ma cỏ rồi nhiều, nhưng mà bây giờ thì cũng vẫn hiện hữu, cũng vẫn có ma, cũng vẫn có những người khuất mặt ha các bạn. Phụng thì rất là sợ, Phụng ai làm đấy ăn thôi, Phụng luôn 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 cầu là đừng bao giờ để Phụng thấy, Phụng rất là sợ đó, cho nên ai làm Phụng nấy ăn thôi, chứ Phụng không có phiền hà không mấy ai đó, cho nên Phụng cũng rất là tin tưởng. Một lần Phụng á các bạn, Phụng trong chim bao thôi nha, thì hồi lúc mà Phụng sanh thằng thứ hai này, lúc mới sanh chắc cũng mấy tháng à, thì Phụng ở nhà bạn trai của Phụng á, Phụng ở nhà bạn trai của Phụng nha, thì cái đêm đó đó ở nhà anh đó thì đi làm hết à, có mình Phụng ở nhà, tự nhiên Phụng nằm ngủ các bạn, thì cái mẹ của cái anh bạn trai Phụng đã chết rồi, thì cái nhà anh đó thì ở trên lầu, rồi xong ở dưới á, thì có một cái nhà mà có cái bàn để giống như ngồi tụng kinh vậy các bạn, mà cái bàn đó cũng là thờ cái bác đó đó. Xong rồi cái vía Phụng ở nhà là từ ở trên lầu Phụng đi xuống, Phụng đi xuống đi ngang qua đó, tự nhiên thấy một người đàn bà ngồi mà mặc bộ đồ giống như là bộ đồ mà xám xám giống như mấy người trong chùa mà hay ngồi tụng kinh đó các bạn. Đó đó, Phụng thấy mặc bộ đồ đó, mà cái vía Phụng là biết nha, cái vía Phụng biết là cái cô này ngồi đây tụng kinh mà cái cô này đã chết rồi mà ta, tại sao cô đó vẫn còn ngồi ở đây, có nghĩa cái vía Phụng là biết là cái cô này đã chết rồi mà sao vẫn còn ngồi đây nha. Xong cái Phụng đi qua rồi mà Phụng không nhìn thấy mặt các bạn. Yes. Phụng đi qua rồi Phụng không có nhìn thấy mặt, Phụng cố gắng Phụng nhìn thấy mặt nhưng mà không biết cái cô đó say sao, chỉ nhìn được phía sau thôi. Nhìn ngồi vậy mà Phụng thấy cầm cái cây để tụng kinh á đó. Đó Phụng ra mặt cái vía Phụng nói ủa sao cô này có chết rồi mà vẫn có ngồi ở đây. Đó Phụng đi qua tại vì cái bàn đó đó là tụng kinh đó ngồi phía trước, và phía sau là một cái tủ lạnh để Phụng đi lấy sữa cho con Phụng á. Cái tự nhiên Phụng đi lấy sữa xong Phụng đi ngang qua mà Phụng thấy như vậy á, không thấy mặt được mà không biết là ai mà tự nhiên ngồi như vậy tụng kinh á. Cái Phụng đi lên lầu thì Phụng lúc đó Phụng giật mình dậy các bạn biết không, trời ơi Phụng rất rất là sợ luôn. Phụng phải mất là mấy tháng trời á là Phụng không dám tới nhà cái anh đó ngủ nữa luôn á, sợ đến như vậy á, sợ dữ lắm luôn. Đó trong 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 tâm trí của Phụng thấy giống như cái cô đó mặc như vậy, mà xung quanh là đen hết luôn nha các bạn, xung quanh đen thui hết không thấy gì, chỉ thấy cái cô đó mặc vậy không à. Đây là một điều khác ở Mỹ và Việt Nam ha các bạn. Ở Việt Nam mình á, người chết á, mặc đồ trắng ha, còn ở Mỹ này là mặc đồ đen nha các bạn. Đó cho nên là khi đó Phụng thấy một đồ đen á, Phụng trời ơi, Phụng sợ dữ lắm luôn. Thế đến Phụng sợ dữ lắm luôn các bạn. Rồi hả, bởi vậy Phụng nhiều lúc Phụng đi đâu thấy ai cái gì là Phụng hay niệm Phật rồi thôi. Phụng sợ lắm, đừng có cho Phụng thấy là Phụng chết luôn. Đừng cho Phụng thấy. Ngày xưa mà ở dưới quê á các bạn, trời ơi Phụng mà đi đâu á, đi đâu với ai, bất kỳ ai á, là Phụng cũng phải đi giữa. Mà ai đi đằng sau Phụng á, là Phụng bắt nói chuyện, nói mà chừng nào mà đi tới nhà thôi. Chứ Phụng sợ lắm, từ nhỏ tới lớn là Phụng rất là sợ. Ngày xưa Phụng nhớ lúc mà Phụng còn nhỏ xíu xíu luôn á, Phụng đi làm, lúc nhỏ Phụng đi làm nhỏ xíu á các bạn, mà phải đi bộ, mà hai bên đường cái đường tre đó các bạn, tre đó mà nó chậu vào nhau, một mình Phụng đi mà trời ơi Phụng sợ ma, mà sợ ma kinh khủng. Mà lúc đó Phụng nhớ là Phụng đi làm từ 5-6 giờ chiều đó, chắc cũng hơi tầm dập tối đó các bạn. Trời ơi mà Phụng còn nhỏ mà Phụng đi Phụng sợ ma, tại một mình Phụng là Phụng ở ngoài nhà bà nội Phụng, mà Phụng đi làm là ở bên một cái Phụng ở nhà Việt, mà Phụng phải lội bộ tuốt có từ nhà Việt mà tới cái bên Quân Long kia là ít nhất là Phụng phải nghĩ phải 4-5 cây số, là 6-7-5-6 cây số, mà Phụng nhớ Phụng lội bộ có phải 2 tiếng mới tới đó các bạn.
xa lắm luôn ha. Ngày nhỏ là từ lúc mà ví dụ như Phụng đi cắt lúa là 7 giờ đi cắt lúa ha, là từ 4 giờ mấy 5 giờ sáng là Phụng phải đi lội bộ đi tới đó để đi cắt lúa. Phụng không nhớ là Phụng lúc đó bao nhiêu tuổi, phải Phụng còn nhỏ lắm. À, tại vì Phụng mười mấy tuổi là Phụng đã đi Sài Gòn Phụng làm rồi, chắc Phụng nghĩ là chắc 10 tuổi 11 tuổi gì thôi à. Tại vì là nhiều người nói Phụng rằng nè, trời ơi mày cầm cái cây mày cắt không đứt nữa mà đi làm. Hồi ngày xưa ai cũng chặt Phụng nói trời con nhỏ này nó chút xíu nó con của ai vậy, có chút xíu mà có chút xíu này mà đi làm mà ai cũng gọi hết trơn á. Mà Phụng đi làm rất là sớm đó, mà không biết tại sao mà Phụng lại cứ thích đi làm ha. Phụng hồi nhỏ Phụng rất là giỏi, Phụng ham đi làm, Phụng thích đi làm, Phụng muốn phụ ba má của Phụng á, nên Phụng làm rất sớm. Nhưng mà ở dưới quê sợ lắm các bạn, tại vì cây cối nó nhiều quá, cho nên mà ở dưới quê người ta hay kể chuyện ma đó. Cái khúc nào mà người ta kể ma là Phụng sợ dữ lắm, Phụng tránh, Phụng không có đi. Ngay cả thậm chí á, Phụng ở ngủ với bà cô của Phụng á nha, Phụng ở ngủ với bà cô của Phụng mà là ví dụ khuya mà cô Phụng đi đâu rồi á thì không có nhà đó là Phụng tè trong nhà luôn, chứ Phụng không đi ra ngoài đó các bạn. Phụng sợ đến như vậy á, Phụng sợ dữ lắm. Cho nên là đụng tới bóng tối là Phụng sợ rồi. Sợ nhất là về quê mà kêu Phụng mà đi ra ngoài rồi này kia nọ mà tối thui là không bao giờ Phụng dám đi. Sợ từ hồi nhỏ lớn giờ sợ dữ lắm. Ngày xưa Phụng nhớ lúc mà Phụng còn đi học năm lớp 4 á, thì ở cái chỗ trường học của Phụng á các bạn, thì có một cái con bạn nó học chung Phụng á, thì con bạn Phụng là cái cha của nó là tìm thấy cái xác chết, thì đi xôi á, gọi là đi bắt cá bóng á các bạn, bập giường đi bắt cá bóng á, thì gặp được xác chết, thì giống như nhà trường báo lại vậy á. Cái xong rồi Phụng cũng tò mò Phụng đi coi. Trời ơi trong đời Phụng á nha, đi coi xong cũng đi về, Phụng thề là Phụng coi xong cái xác chết đó giờ về tao nói là Phụng phải mất gần cả năm trời Phụng ngủ không được các bạn. Phụng nhắm mắt lại cũng mới thấy cái cô đó mà như vậy á. Trời ơi Phụng sợ lắm. Ngày xưa mà dưới quê mà hay chết xong rồi ai cũng đi coi, mà gặp nít á, mà ngày xưa quê Phụng ở nhà Phụng nghèo mà đâu có cửa đâu các bạn, nhà lá ngày xưa á không có cửa đó. Trời ơi tối tới Phụng sợ lắm nha, tối tới là Phụng trùm đầu ha, lấy mền trùm đầu phủ đầu, xong rồi xung quanh phải vì ngày xưa nhà Phụng rất là đông mà anh em nằm trên nằm dưới nằm từ lưa hết luôn, nhưng mà Phụng vẫn sợ. Phụng đi coi một lần, đi coi cái cô đó chết từ đó sau Phụng không bao giờ Phụng dám đi coi ai hết các bạn. Phụng nhớ là cái cô đó bị giết không biết vụ tranh chấp gì đất đai gì đó, mà Phụng nhớ cô đó giết xong rồi có cái răng mà răng vàng vàng á. Phụng về Phụng bị ám ảnh hả mấy tháng trời luôn, mà còn nhỏ xíu đó. Phụng từ đó sau cũng không bao giờ dám đi coi người chết nữa đó. Ok các bạn, hôm nay thì chia sẻ một tí xíu về cái chuyện ma mà là có thật ha các bạn. Đó ngày xưa mà nghĩ người ta nói bậy nói bạ thôi, nhưng mà thật ra cũng thấy rất là nhiều chuyện có thật ha. Giống như mình sống mình cũng có người sống thì cũng có người chết, thì cái người âm người ta cũng vẫn như ở một thế giới khác thôi ha các bạn. Ok, còn bây giờ thì Phụng xin dừng clip tại đây nha. Hẹn lại tất cả các bạn vào clip lần sau. Còn bây giờ thì Phụng xin chào tạm biệt. Bye bye, chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc nha.